khách sạn 4 sao ở Trần Phú, Nha Trang. Giờ mình đi xem phòng nha. Rồi, con đi vô đi. Mở cửa vô, chú mở cửa vô, con đi vô. Vô xem phòng đẹp không nè. Wow, ồ, có biển này rồi, thấy biển này chưa? Rồi, cảm ơn anh. Wow, thế thì bào luôn, wow, gần cạn đúng không? Nặng quá bim lên luôn. Mấy số gần, lại tầm mấy số gần. Cả nhà đang ở phòng tầng 14. View biển cực đẹp luôn, nhìn ra cảng nha. Cáp treo Vinpearl nữa kìa. Ở dưới là bãi biển mà công viên. Hôm nay mình ở ngày thường chủ nhật thứ hai mình trả phòng á, giường lớn, phòng view biển của khách sạn 4 sao Imperial là 1.300.000. Gió mạnh gà bay kìa, gió mạnh bay chắc bay cái đồng rồi. Ôi xem cơ sở chất toilet rồi. Ô, có quần tắm nè. Quay mini bar. Ủa, này con ngon cái gì? Có nước thôi con. Ủa, nước. Món này nước gì? Con biết luôn. Nước bổ hút Coca con. Tính hơi nhỏ, phòng hơi nhỏ. Nhà view này mát quá. Rồi, như ngày nào mà như thường lệ rồi đó. Tới nơi là khóa rồi đó bật nè. Đi ra quá. Khóa nè. Nè. Wow, cái gì mà wow. Thank you.
bơi trong khách sạn Imperial nè. Nghe nó tầng 26 lên hồ bơi, tầng 26 nhưng mà đây có tầng 25 à. Vậy có nghĩa là phải đi bộ lên một tầng nữa mới tới hồ bơi. Em ơi. Rồi, rồi, chưa. Ê. À, mình hồ bơi là mình phải đi lên một tầng nữa, đi bộ lên đúng không ạ? Phải đi bộ lên một tầng nữa rồi mới tới nha. Rồi con đi lên con. Wow, ơi trên sân thượng luôn. À, có mấy hình con cá mập với mấy con cá. Yeah. Rồi view trên tầng 26 nhìn ra biển. Có mấy cái ghế nằm phơi nắng phơi mát đây. Tìm vui đi. Đâu tìm gì? Rồi đang ngồi chỗ ngồi đi rồi xong. Đâu vậy? Ôi cái gì gió thổi ghê. Thank you so much. It's been emotional.